Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Trợ lúc đánh bật Ben Good. Anh Đặng Quốc Thống sinh năm 1971 quê ở Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, đã nhiều năm bị bệnh gút hành hạ. Không những thế, anh còn mắc các bệnh khác nữa như là viêm tay giữa, viêm đa xoang, viêm gan siêu vi C, viêm lết bao tử, thoái hóa đốt sống cổ. Sau một thời gian ăn gạo lứt theo thực dưỡng thì tất cả những bệnh này đã mất tiêu hết. Bệnh gút của anh khởi phát vào khoảng năm 2009. Anh nói đây là hậu quả của bao nhiêu năm ăn nhậu. Nó đã hành hạ anh suốt hơn 3 năm liền và anh đã đi bệnh viện nhiều lần nhưng vẫn không khỏi. Anh nói gút thường nổi lên vào lúc nửa đêm. Mỗi lần gút lên phải kéo dài 4-5 ngày, đi lại khó khăn, đau đớn vô cùng. Anh bị ở cổ chân sưng to và rất khổ sở. Từ phòng ngủ đến phòng vệ sinh khoảng 10 mét mà đi không được. Đặt chân bị gút thẳng tới trước và kê một miếng vải dưới gót chân cho êm khi lết. Chỉ cần khớp cổ chân xoay một chút xíu là đau thấu ruột gan. Chạm vào chỗ sưng một chút xíu cũng gây đau dữ dội. Anh nói đau kiểu này chắc cũng ngang ngửa với đau đẻ của chị em phụ nữ. Đây là một cực hình. Anh ăn gạo lứt hơn một năm thì bệnh gút không còn nữa, anh nói. Thoát được bệnh gút tôi vui sướng vô cùng. Giống như tiên sinh Osawa nói, bề mặt càng rộng thì bề lưng càng lớn, đau khổ càng nhiều thì hạnh phúc càng nhiều. Trong thời gian đầu ăn gạo lứt, bệnh gút nổi lên vài lần như là phản ứng thải độc, là lần hành hạ cuối cùng. Mỗi lần anh đều áp dụng trợ phương đắp cao khoai sọ vào chỗ sưng, chứ không đi bệnh viện nữa. Anh áp dụng thực dưỡng đến năm thứ hai thì bệnh viêm đa xoang nghe nhẹ hẳn. Đến cuối năm thứ ba thì bệnh viêm tay giữa mới khô. Anh đặt câu hỏi tại sao hai bệnh này lâu thế. Cuối cùng anh phát hiện ra lý do lâu lành là do uống sữa bò nhiều. Lúc đó người em ở Mỹ thường xuyên gửi sữa về nên trong nhà lúc nào cũng có sữa. Và ngày nào anh cũng uống mấy cữ. Anh cứ tưởng rằng sữa là tốt, nhất là những sữa nhập từ Mỹ. Anh đọc tài liệu và phát hiện sữa bò mang tính thịnh âm nên không tốt cho sức khỏe và anh không uống nữa. Thế vậy vợ anh rất đỗi ngạc nhiên vì nghĩ rằng sữa tốt mà sao lại không uống. Anh giải thích sữa không thích hợp cho người mang bệnh như anh nói riêng và cho sức khỏe nói chung. Sau khi anh cắt đứt với sữa khoảng 6 tháng, tai anh khô ráo không còn chảy nước như trước. Anh phát hiện mình mang bệnh viêm gan siêu vi C khi anh đi chích ngừa bệnh này trong năm 2001. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ bảo bị nhiễm rồi, không chích ngừa được và khuyên anh nên ăn uống sinh hoạt cẩn thận. Lúc đó, triệu chứng biểu hiện là nóng trong người, thường xuyên nổi mụn nhọt. Đây là thời gian anh uống rượu bia rất nhiều. Trước đó, năm lên 12-13 tuổi, anh đã bị viêm gan, màu da vàng, nước tiểu vàng. Lúc đó đi khám, bác sĩ bảo bị viêm gan và cho uống thuốc rồi bệnh hết. Trước khi ăn thực dưỡng, anh thường xuyên bị đau nửa người bên phải, từ tay phải xuống ngang hạ sườn phải rồi đến chân phải. Mỗi khi đau là đau lan tới gót chân luôn, lưỡi cũng đau nửa phần bên phải. Nhiều lúc đang nói chuyện, nó đau nhói lên và làm lưỡi cứng đơ không nói được. Hễ nói là rất đau. Sau một thời gian ăn thực dưỡng thì các triệu chứng này biến đâu mất tiêu. Anh thường xuyên đau bao tử vì bị viêm lết, bây giờ nó hết lúc nào cũng không hay. Trước đây thỉnh thoảng vài tháng anh bị phát rét run vào nửa đêm, toàn thân vừa lạnh vừa run. Cái rét phát ra từ trong xương trong tủy, mỗi lần như vậy anh phải trùm mền xông hơi nóng bằng lửa của các ngọn đèn dầu ăn. Sau này anh đọc quyển sách Ăn nhiều hoa quả có nguy hiểm không, anh mới hiểu nguyên nhân của chứng rét run này là do uống nhiều nước dừa. Lúc đó chiều nào cũng uống một trái dừa. Anh có người anh bán dừa tươi lấy từ Bến Tre, có hôm được cho, có hôm mua uống. Uống nước dừa nhiều làm mất nhiệt lực, dương lực của cơ thể. Anh bị chứng này từ khi mười mấy tuổi nhưng tần suất không nhiều bằng thời gian uống nước dừa. Hôm nào buổi tối chỉ cần mở cửa sổ là tôi bị phát rét run ngay. Ăn gạo lứt một thời gian thì chứng này cũng biến mất. Khi chưa ăn thực dưỡng, anh thường xuyên nghe phía trên tay trái có tiếng như ống nước chảy. Sau khi ăn gạo lứt một thời gian thì nó cũng biến mất luôn. Anh nghe đến thực dưỡng từ lâu khi còn ở quê Quảng Nam. Thời đó quê anh có một người ăn gạo lứt muối mè. Khi vào thành phố Hồ Chí Minh, mẹ anh thường nhắc về người này. Một lần anh đau bụng, anh lấy gạo lứt nấu cháo ăn và không thấy đau bụng nữa. Kể từ đó mỗi lần đau bụng anh đều ăn cháo gạo lứt thêm muối. Sau đó anh lên mạng internet tìm kiếm thêm thông tin về thực dưỡng nhưng anh vẫn chưa áp dụng ăn gạo lứt. Đến khi anh được tặng quyển sách Minh Triết trong ăn uống phương Đông của tiến sĩ Ngô Đức Vượng. Sau khi đọc xong quyển sách, anh mới có động lực để ăn theo thực dưỡng. Mở đầu là 3 tháng chỉ ăn gạo lứt với muối mè ăn theo số 7. Đó là thời gian giữa năm 2013, anh bắt đầu tìm đọc sách và nghe giảng về thực dưỡng. Ban đầu chưa có kinh nghiệm và không biết điều chỉnh cho thích hợp, anh ăn hơi mặn, một muối bốn mè nên người ốm nhanh, xanh xao và đen sạm. Ai thấy vậy cũng nghi ngại. Một số bạn bè bảo có bệnh gì không để biết giới thiệu thầy thuốc và các thầy hay để chữa trị cho. Anh trả lời chỉ có bệnh gút và vài bệnh vặt nên phải ăn gạo lứt. Cho đó hết tận gốc, anh em đừng lo nhiều. Trong thời gian đầu ăn thực dưỡng, tâm lý thay đổi kinh khủng, nóng nảy đến nóng tính.
Sau một thời gian tâm lý ổn định trở lại, tính tình hiền hòa vui vẻ, một số anh em thường cùng anh đi giao lưu với những người thực dưỡng ở các tỉnh. Anh nói sai lầm của anh khi ăn quá mặn. Ăn mặn, dương, làm nóng trong người đến nỗi một hôm thấy nước ngọt âm, anh không nhịn được uống một vài chai, sau đó là một chai nữa vì không kiềm chế nổi. Đây là nguyên lý dương hút âm. Hôm sau anh đi đám giỗ chỉ gấp một miếng thịt bò và một miếng khổ qua, không ăn thứ khác. Vậy mà hôm sau nữa gút lại nổi lên lại liền. Đây là bài học khiến anh phải lưu tâm thường xuyên. Hiện tại thì anh ăn hoàn toàn gạo lứt và đa số là ăn chay. Thỉnh thoảng anh ăn mặn để giao lưu với bạn bè, nhưng ăn rất là hạn chế, ăn cho có chứ không ăn bừa bãi như ngày xưa nữa. Nếu hôm nào ăn mặn thì những ngày hôm sau đó anh ăn chay nghiêm ngặt, thường là ăn theo số 7 của phương pháp thực dưỡng. Ha ha ha, 问什么的说